Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Nghiên cứu đầu tư hơn 24.000 tỷ xây cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Chơn Thành. Bộ Giao thông Vận tải vừa công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải về việc cung cấp hồ sơ dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Chơn Thành. Được biết, theo kết quả nghiên cứu bước đầu của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Chơn Thành gồm có hai đoạn. Đoạn tuyến nối cao tốc dài 8,6 km từ nút giao Gò Dưa, vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao An Phú, vành đai 3 tỉnh Bình Dương và đoạn tuyến cao tốc từ nút giao An Phú đến quốc lộ 14 tại Chơn Thành, Bình Phước. Tổng chiều dài dự án là 68,7 km, đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1,7 km, đoạn qua tỉnh Bình Dương khoảng 60 km và đoạn qua tỉnh Bình Phước khoảng 7 km. Theo thiết kế, đoạn tuyến nối cao tốc được đầu tư với quy mô 6 làn xe chạy suốt và 4 làn đô thị hai bên với bề rộng nền đường từ 60 đến 64 m. Đối với đoạn tuyến cao tốc ở giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có 6 làn xe, ở giai đoạn phân kỳ, giai đoạn 1 sẽ đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền 17 m. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 dự kiến là gần 24.300 tỷ đồng chưa tính lãi vay, trong đó vốn nhà nước tham gia khoảng 12.137 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư tư nhân khoảng 12.138 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.